Kính thưa cô chú anh chị, trong Dạ cái con sự việc vừa chào qua sư, thì con một hạt sư con thì tỉnh con hôm nay con độ đến đây con cũng để đã lên lý giải bật về mí cho con cô chú thì anh chị mình con biết nghe một cái rằng là chính mắt sư đã nhìn chỉ cái thấy này thôi sư con, Thích tôi kêu bằng Minh chị tu Tệ sĩ thôi chứ lúc còn 12 mới giờ vừa đêm đi ra tu đã đi phát tu sáng xong ra, tại tỏ nhà ra hào quang, thì nhà trong cái sư đã sự việc dạy. này như thế nào thì em mời cô chú anh chị mình nghe sư Thích Chí Trung chia sẻ có hay là không. Em mời cô chú anh chị. Thì theo như con á, thì mới ngộ quý sư Minh Tệ thì quý mình công nhận là không ai làm được như sư Minh Tệ, nhưng mà không có đặc điều ra nói như vậy được, để cho cộng đồng mạng mình với bà con Phật tử đều quan mang vui mừng quá. Em chưa nhắc lại lần nữa nè, cái thầy Minh Tuệ đó thì thực ra cái hạnh tu của ông thì tốt rồi, không có ai làm được rồi, xưa nay rồi, nổi cái thấy mà cái chân thôi, cái bàn chân thôi, chúng trao chúng ta khen khen cái đó Đúng rồi. trước tiên và đầu tiên hết rồi. Từ cái bàn chân đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái kiếp sống của một tu sĩ khổ hạnh nó có nhiều khó khăn cực khổ đó. Thành ra người ta luận ra, người ta thấy rằng cái cách tu của ông này nó đã thất truyền rồi từ xưa rồi, và bây giờ lại có một ông như thế thì người ta ngưỡng mộ, người ta phong thông, người ta đưa lên, người ta khen tặng riết là trở thành thánh, thành thần, thành tiên, thành phật, thế thôi. Cái đó là mê tín nè. Một người tu sĩ tu giỏi tu đúng hay thì nói vậy thì được, còn nói cái ông đó là thành thánh, thành thần, thành tiên, thành phật thì cái đó là chúng ta bị mê tín rồi, nói sai. Không không phải à, rồi những người ăn theo đi theo thiêu dệt, chuyện không nói có, chuyện có nói không à, cái đó là bước vô tu mà lưỡi đối chiều rồi à, thì như thế tu tu cái gì à, biết là cái tay đó nói dốc rồi à, tu như vậy là tu làm sao. Và những cái người đó không không phải là tu sĩ, vô quấn áo quấn y, ôm ôm nồi, ôm ôm bát theo thôi, chứ không phải là tu sĩ, không có những cái đầu óc tu sĩ trong đó, những cái đầu óc phàm phu tục tử, những cái đầu óc mà gần như là dở không hay nữa. Bỏ gia đình, bỏ vợ con mà này kia phóng nhào theo đi tu, vậy là loại dở chứ không phải loại hay. Thì cái đó là đúng rồi, thì thầy mới nói đó, những cái kẻ đi theo đó tới vậy lần đó, chứ không phải những kẻ cặn bã đi theo người ta để phá rối người ta, đi theo người ta không có hiểu gì về tu hết trơn, bước vô tu chọn pháp môn tu bộ vậy ra nhào vô được hả, tu được hả, thấy người ta làm được mình vô được hả, sai rồi. Thì như thế chưa nói rằng những ông thầy đó bước ra nhà nước công an hỏi giấy tờ hết, không có giấy bắt hết, bắt hết, không có để nó phá hại cái nhân dân à. Nó là phải tu sĩ không, hay nó là cái thằng ác nhân mà nó mang hình tu sĩ, đúng không, đúng không? Đúng Hồi xưa ngay tu sĩ không có dễ vậy, rồi. vô tu rất khó, giấy tờ này kia vô chứng điệp là thầy bà đàng hoàng. Còn bây giờ tu dễ quá, nhảy qua cạo đầu ôm nồi cơm điện, không cần bình bát, không cần đúng phương cách của Phật giáo luôn, ôm bậy ôm bạ vậy đi là nói ta là tu sĩ, cái đó là không dám chấp nhận được ơi. Ông Tuệ thì được, tại vì ông là nhân vật đặc biệt, ổng được miễn trừ tất cả mọi việc, còn mấy con lon con ông ngại đó ai nhào vô và quấn y quấn áo tầm bậy tầm bạ thiếu điều, đem mền quấn thấy không, quấn cái mền luôn đó, rồi ôm cái nồi cơm điện, thì như thế tu sĩ gì, tu sĩ gì mà kỳ cục vậy. Niệm Phật được mấy tiếng rồi, mấy ông đó đó kinh đọc được mấy câu phải không Đúng. à, thì như thế bước ra đường đòi nói tu sĩ hả, bắt hết, sư đề nghị với nhà nước bắt hết, không chịu về nhà mà còn lợn cợn kiểu đó, hỏi giấy tờ không có bắt hết,
tu sĩ giả, mà cái loại giả là đi hại hại ta, chứ không có ích lợi gì hết trơn á, phải không? Sư chống và sư ủng hộ nhà nước cái vấn đề mà dẹp mấy đó đó, sư đã nói rồi. Ông Minh Tuệ, cái người thứ hai sau ông Minh Tuệ là cái đồ cặn bã, cái đồ rùi bu, bắt hết không có giấy tờ, bắt hết tại chùa giá. Dạ rồi, con cũng cảm ơn sư đã chia sẻ những cái gì mà sư nhận biết cho cộng đồng mạng nghe hiểu, để cộng đồng mạng chỉ biết tôn sùng, biết chỉ một có một sư Minh Tuệ, chứ còn những cái vị sư mà đang sống với vợ con đang như không, cái đi ra ôm nồi cơm đi ra rồi con cũng suy nghĩ, ủa có biết đã biết kinh pháp gì không, kinh kệ gì không, rồi ngồi thiền rồi cái biết không, biết cách ngồi không, rồi bởi vậy con đã suy nghĩ, ủa sao mai ông tu thì sao, mai ông ra đó mai ông tu thì sao. Ông thầy Minh Tuệ, ổng mấy năm trong chùa rồi, kinh luật ổng hiểu rồi, cái pháp hành ổng biết rồi, ngồi thiền luyện công sao ổng biết rồi, còn mấy cha này ngồi sao, đâu mấy ông nói mấy ông ngồi thiền sao, nói cho sư nghe coi, phải đúng là mấy ông ngồi thiền không, mấy ông ngồi ngủ gục, cái thân chưa vững mà bước lên hành cái pháp quá nặng, hành nổi không? Các ông muốn hành cái pháp theo mình tự, các ông phải tập luyện ít là vài ba năm đi rồi cái bước ra mới nổi. Còn như không, mới cái ta ăn trộm ngày hôm qua bữa nay nhảy vô làm ông thầy chùa, mới cái thằng mà bắt chó ngày hôm qua bữa nay chở vô thành sư, trời ơi sư gì kỳ vậy, sư thầy gì kỳ vậy, thầy tập luyện hồi nào, học đạo hồi nào, tâm não đã liễu đạo chưa, hay là mặc đồ đạo mà cái ốc còn là thằng ăn trộm chó, thằng móc túi, thằng gì phải không con? Đúng đó, thì nói thế, ai bảo đảm về những cái hạnh của những vị đó, phải không? Thành thử ra đối với sư, những vị đó phải được nhà nước hỏi giấy tờ và đuổi hết về. Mô Phật. Dạ thì con cũng xin cảm ơn sư, con xin chúc sư luôn luôn được dồi dào sức khỏe, sư mau hết bệnh để tu hành tiếp theo có con đường.